7 Tây tháng 9 năm 2024 tại núi Thiên Long Sơ, ngay cái bể cội Long Hoa. Khí hậu rất là tốt, khoảng này cỡ 20-21 độ, cũng cỡ 70-72 độ F của Mỹ. Thì bữa nay bão Yagi hả? Bảo tên gì đó. Đó đâu là một trong những cái điểm giống như khởi màn của năm năm nay Thiên Tấn Kiệt này lên mạng nói. Đó là thiên tai, địa chấn và chiến tranh cùng xảy ra một lúc. Tiếng sấm nổ, rồng xuất hiện, phụng hoàng xuất hiện, đức thầy xuất hiện, nước Việt sẽ thay đổi Minh Vương về nước làm vua. Thì đại khái nó xảy ra đúng ngày trang vậy, như là lập trình vậy đó, giống như GPS thì tới đâu quẹo quẹo. Thì đến khúc này là khúc thiên tai địa chấn, đói rách, làm than. Cho nên nước Việt bây giờ nó còn thấy rất là khổ. Người không có chuẩn bị có thể bữa nay ra đường tiệm xá đâu, mở cửa đâu, có phải chết đói không? Nghĩa là thiên nước Việt mình nói trúng quá trời trúng luôn. Trúng 99.9%. Vậy mà nhiều người vẫn còn u mê. Đã 5 năm rồi, lên mạng nói từ 2018. 8 tỷ người sống ảo. Thiên tướng Việt này sống rất là thật, không có ảo. Nhưng mà bị ngược lại 8 tỷ người nói mình ảo. Nhưng bây giờ từ từ họ sẽ biết ai ảo ai thật. Thôi thì mình cho một phút mặc niệm của bắt đầu khơi màn vào tận thế nha. Cái này gọi là tận thế. Để chia buồn cho những người thất thoát. Đó là khúc mặc niệm cho toàn thế giới sắp sửa trải qua những ngày cuối cùng của Hạ Quân để bước vào thời Thượng Quân Thánh Đức. Hôm nay nước Việt bắt đầu có những cái biến động về thời tiết, và đồng thời đất sẽ sạt lở, tiếng sấm nổ cuối cùng. Mấy cái tiếng sấm hiện giờ trời mưa đó, Đức Thầy nói chưa có phải. Cái tiếng sấm thiệt vẫn chưa có nổ. Thì mình mặc niệm là sắp sửa có sự thay đổi toàn cầu. Thay đổi toàn cầu từ xấu thành tốt thì chúng ta phải mừng mới đúng. Còn mặc niệm là cho những người không có đủ phước. Tại sao không đủ phước? Là vì họ phải bận rộn, họ lo kiếm chén cơm manh áo, mà họ quên đi cái sự chết chóc và tang thương xảy ra trước mắt. Rồi cũng có một số người vì giàu có mà họ không có đếm màng tới, đếm xỉa đến những cái tiếng nói giống như sư phụ đâu có phải rảnh đâu lên đây ngồi báo động hoài, báo động 5 năm rồi. Rồi có những thành phần gọi là trí thức thì cứ nghĩ là mình học vấn, không có tin những lời sấm tiên tri. Tiên tri đã có hàng nghìn năm. Rồi có những nhà Phật tử bị mấy ông thầy quốc danh dụ dỗ thì nói sẽ không có Phật Di Lạc xuất hiện, nói sẽ không có tận thế, nói sẽ không có Thượng Đế thì càng sai luôn. Thì hôm nay tất cả những thành phần đó đều phải nên suy nghĩ lại những cái gì mình nói 5 năm nay nha. Lời của mình nói cũng chẳng dư, cũng chẳng thừa, chẳng thiếu.
nói vừa đủ nghe, là thật là thiệt, thiệt này không có phải là ảo, là thiệt á, quá thiệt luôn á, thiệt quá rồi. Tới nhiều người cũng phải sợ những cái lời của mình nói, lời của thánh nhân mà không sợ sao được. Những con chiên cũng vậy, thấy tượng của ta thì khấn, thì lại móp chén, thấy tiếng nói, thấy mặt của ta thì lại chửi, thì làm sao mà gọi là cứu được. Cho nên Chúa chỉ cứu những người nào tin Chúa. Và hồi xưa đã báo trước rồi, khi ta trở lại các ngươi không có nhìn ra ta mà. Phước cho ai không thấy mà tin. Mohammed cũng là cái thần hồn của Ngô Tuấn Kiệt. Chúa Giêsu cũng là thần hồn, nguyên thần của Ngô Tuấn Kiệt. Hôm nay Ngô Tuấn Kiệt, nguyên thần là Thái tử Thiên Hoàng, con của Thượng Đế, cùng một người lập ra ba đạo trong ba khoảng thời gian khác nhau để kết cuộc lại một cái bài học. Giống như mình làm văn, đầu tiên là mở đầu, sau luận, rồi tới khúc chót là kết thúc, khúc chót nữa là tổng kết. Thì bây giờ cũng yên vậy. Kiếp này kiếp cuối cùng của Thiên Tuấn Kiệt này ở dưới trần gian. Về chảnh, cha sẽ phong cho Kiệt là Phật. Kỳ này là được cái bông sen bự, bữa hổm mấy vị có nói. Hiện bây giờ ở trên trời chỉ hàng Bồ Tát, đã là Phật với thế gian rồi. Có một vị nói Ngô Tuấn Kiệt đã là Phật với thế gian. Còn về tất cả 36 tầng trời đó, thì xong cái này sẽ thành, thì sẽ không có còn ở lại quả địa cầu nữa. Coi như nhiệm vụ xong, một cái màn này xong, kết thúc. Một người lập ra ba đạo, và đồng thời sau này Thiên Tâm sẽ thống nhất tất cả các đạo trên thế giới. Những họ thiên sau này sẽ lãnh đạo thế giới. Ai là họ thiên là người đó là lãnh đạo toàn thế giới. Nó không có kể là người Việt Nam hay là người ngoại quốc, người Âu Châu hay người Mỹ. Hôm nay là mới có khai màu là bão cấp 16 đánh vô nước Việt. Rồi những ngày kế tiếp nó sẽ còn ở những chuyện này nọ xảy ra, rồi nổi biến, rồi ngoại tấn công, tức là sẽ có giặc giả nữa. Thì từ xưa mình có mỗi thứ là năm cái áo. Cộng sản toàn cầu sẽ sụp đổ. Tại sao này sẽ có chiến tranh nữa đó nha. Biển Đông, lãnh đạo độc tài, những cái nước lãnh đạo độc tài những giờ giống như Venezuela hay là trên thế giới này nhiều lắm, nghe vậy nó đâu phải còn cộng sản nữa, nhưng mà nó cũng độc tài á, gọi là trục đó, phải trục, phải đồng minh. Những nước Hồi giáo cũng giống như là Iran nè, người thế lực ngầm là cái tội mà cái logo của nó là đủ màu á, giống như rainbow vậy đó, là thế lực ngầm giàu có đó, muốn thống lãnh qua địa cầu nữa. Người ta đầm lầy cấp tiến là giống như kiểu Biden với Kamala vậy. Thì năm cái thế lực này sẽ bị Thượng Đế tiêu diệt trong một thời gian ngắn, tức là trong năm nay. Rồi cái thế lực mà gọi là nói chuyện không nghe lọt lỗ tai á, là giang hồ cầm mã tấu, trí thức học giỏi, kiến cận rồi anh, với Phật tử mà u mê chạy theo thầy này thầy nọ nổi tiếng, thầy đẹp trai rồi đó, thì con chiên ngoan đạo đó, cứ tối ngày cứ khấn Chúa tái lâm mà Chúa trước mặt mà không thấy đó, mà cũng không có độ được, với tham nhũng giàu có, thì năm loại này nói chuyện khó nghe lắm. Còn những cái thiên tai là như kinh tế, mình đang bị kinh tế nè, nạn đói là sắp sửa, cũng có nạn đói nữa đó. Trong những năm qua giống như ở Hamas đánh với Israel cũng đói. Người bệnh dịch là Covid nè. Chiến tranh thì là Trung Đông đã có chiến tranh rồi. Có những gì chuyện này nói. 5 năm, mỗi thứ 5 năm sụp đổ 5 thứ, 5 loại khó độ và 5 cái thiên tai địa chấn đều trúng hết. Chả có gì xài hết. Mà từ ngày đầu năm 2018, có ai ngờ có một người qua Mỹ gọi là dốt, không biết tiếng Việt. Thật sự kêu qua Mỹ thì không biết tiếng Việt. Hồi đó đọc báo thằng mỏ mà đi tìm xe phòng, mò từ chữ,
tức cười không? Tại vì Việt Nam kinh tế mới đâu có được đi học. Rồi cái mới có tới lớp 4 mà nghèo quá, bữa học bữa nghỉ nữa, rồi vô ruộng làm nữa, tới lúc vượt biên năm 79 là làm gì biết chữ Việt. Qua tới đây lang thang, hồi đó ở đây báo thằng mỏ nhiều lắm, đi xe phòng hay đi kiếm nhà đó, nhiều khi đọc không ra chữ nữa, biết hiểu nhưng mà đọc không có rành nữa. Mà năm năm nay lên trên mạng nói từ không rành thành ra giờ rành luôn. Nghề dạy nghề á, cái này đâu phải nghề đâu, chưa ai trả mình sen nào. Năm năm nay 318 cái clip, chưa ai thưởng mình cục kẹo nữa, chưa có lãnh ân huệ gì bất cứ của ai, nhưng mà nói toàn là đúng không à. Vậy mà thức tỉnh được biết bao nhiêu triệu người. Mới gần đây tuần rồi hỏi Đức Thầy, tại mỗi tuần á bình luận nói chuyện với Đức Thầy đó, tức là Đức Bình Phú Sổ á, người Hòa Hảo á, họ vẫn có lòng tin giống như sư phụ là Đức Bình Phú Sổ không có chết. Thật sự họ đoán đúng á, tại vì mỗi tuần sư phụ nói chuyện với Đức Thầy. Ê sư phụ, đầu tiên là thầy nói chào đồ đệ ngoan của ta, hiểu không? Lần nào ông về ông cũng chào đồ đệ ngoan. Thì từng rồi ông ngài nói á, cái sư phụ mới hỏi vậy chứ nước Việt có bao nhiêu người thương con rồi, dùng chữ thương đó. Thì là, lúc xưa thì mấy vị nói là khoảng 30-35%. Cái mới từng rồi thôi, cái nó tăng lên gấp đôi, cái chắc nhờ mấy đứa nghịch tử nó chửi quả ha. Mà chửi vô lý lắm, nó chửi người mà có chút xíu trí khôn cũng thấy tức cười nữa. Mấy cái đó mấy vị nói là giống như nó nói chuyện với bức tường, giống như mấy đứa trẻ con vậy đó. Nó chỉ làm cho Thiên Tâm nổi tiếng thêm thôi. Bất cứ cái gì mà không bị người ta chửi mới là lạ đó. Hồi xưa bần cư sĩ cũng chửi long qua mặt tạng, nó chửi cho bộ gần mười mấy năm. Bây giờ mấy đứa nghịch tử là chuyện bình thường. Nó càng chửi thì người ta càng thương nhiều. Thì lúc đó Đức Thầy nói bây giờ đã lên 70% rồi, tức là 70 triệu người thương sư phụ hiện giờ trong lòng á. Tại vì thần thánh đo từ trong lòng á, người ta bắt đầu tin. Tại sao không tin? Bữa nay chắc bảo vô chắc lên tới 90 rồi đó, trúng nữa. Trời ơi, nói gì cũng trúng hết trơn, sao không tin? Nói để cứu người chứ đâu có phải nói là để mà mình làm nổi tiếng hay là mình lấy quay hay là ăn tiền con bạc ai đâu. Tiền của kiệt bảo đảm quý vị nghe, cả đời này ba đời con kiệt xài cũng không hết, chỉ cho ra thôi mà không biết cho có đúng chỗ không đúng chỗ thì ấy chứ, không có cần xin ai đồng nào chứ. Vậy núi này để lại cho cộng đồng 500 mẫu, hiện bây giờ biết bao nhiêu tiền ai mua được. Người Việt Nam duy nhất làm chủ cái dãy đất ở vùng Bắc Tơ Ly mà đất quý nè, vô thành phố có 5 phút là nhiều nhất của người Mỹ. Người Mỹ nó đâu có ôn tới 500 acre dữ, 50, 40, 100 là dữ. Ngô Tuấn Kiệt này ôn làm chủ 500 acre vùng Milpitas, hiêu xanh ông tính. Là mình đâu có xài gì đâu, cho cộng đồng. Mua thì dễ lắm, ký giấy tờ trả tiền là dễ ợt. Mà bảo trì mà cho cái bông hoa đẹp như mấy này, mấy con nghĩ có dễ không vậy? À, có mấy cái cây gì nè, phải dùng cái ốc để suy nghĩ, ốc nào vậy? Ốc này, trên này chưa có ai giúp mình design, vẽ hay là thiết kế, tự mình thiết kế không? Mà ai lên đây cũng thích. Mà nếu mình thiết kế, mình nói vậy thì mình không cảm ơn mấy vị thánh thần đây. Thật sự mấy vị điển vô tâm cho hộ chỉ cho hộ làm á. Cái hụ lúc đầu nó này nó hoang sơ, đâu có biết phải làm gì trước đâu. Mấy con cũng có thể đặt tượng Phật ngay giữa đúng không? Tại sao mấy vị kêu dựa vách núi? Dựa núi nó có là dựa lưng tượng Phật, dựa lưng vách núi nó mới vững. Người tờ tổ lúc mà ăn tổ về để đâu? Chẳng lẽ để tổ ngay chỗ này à? Lúc đó tổ nó không. Còn tại lúc đó sư phụ nói chuyện với tổ, tổ nói giờ ta cái truyền thuyết của ta như thế nào, ta đi về hướng đông, tức là về hướng Ấn Độ á, tổ đã truyền pháp qua bên Tàu, tổ đi bộ về hướng Độ, Ấn Độ giá cây dày á, thì đi về hướng đông, thì cứ để ta quay mặt về hướng đông. Cái gì cũng hỏi hết, mỗi chút chút đều hỏi, mấy gì trả lời hết. Tất cả các tượng đây đều là thiệt, không có cái tượng nào là không thiệt. Sư phụ nói chuyện với ngày Tứ Đại Đương Dương, ngày Nam, ngày Bắc, ngày Đông, ngày Tây, nói chuyện với tổ là thường xuyên.
rồi nói chuyện với chị Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Phật Hoàng Trần Nhân Tâm, rồi ông Nguyễn Ông Trực, Trận Đạo. Cũng nói chuyện every week, tuần nào cũng nói chuyện mỗi ngày, mỗi người luôn. Phật cũng vậy, Phật A Di Đà thì cũng sư phụ cũng nói chuyện, mới nói chuyện hồi mấy tuần trước. Để mà Phật nói con sắp sửa rất là bận, khi con rời khỏi nước Mỹ, ở cái chùa này không có ai quyến xuyến, con mang tượng tay về núi. Cho nên bây giờ sư phụ mang tượng ở chùa Phê Minh về núi mình là hội trường nè, phải không? Rồi sư phụ nói chuyện với ngài Địa Tạng, cái sư phụ hỏi ngài có thượng trên núi không, trên núi đâu có cần ta, tức là núi này là thiên đàng phải không, ngài ở dưới địa ngục, ổng trả lời câu vậy đó, phải không em? Bữa hôm nói chuyện với ngài Địa Tạng, em nói thôi thì đem mấy vong linh đi về chùa gì ta cũng không thành nhà quệ, chùa gì chùa Viên Giác ở đường Alam Rock, ai mà có để ổng đem về cả trăm cái bức hình của người thân nhân á đi về chùa Viên Giác nghe, ở này mình báo luôn á, ở đó thì ngài Địa Tạng ổng nói ở đó có người có tăng ni đông á đọc kinh rồi có cúng mỗi buổi chiều, còn ở chùa mình á không có ai cúng hết chứ, cũng chẳng ai đọc kinh, tại mấy ông thầy quốc danh sao chịu đọc kinh, rồi còn để cái bàn ăn trước mặt chánh điện nữa, từ đó không có người quản lý, từ lúc hòa thượng đấy siêu mất không ai quản lý, cho nên giờ chùa đó giờ thành đạo tràng. Thì thường nói chuyện hết, nói chuyện với mấy vị lớn trước khi mình khởi động mình làm cái gì không. Dông Linh nó cũng mừng đó, Dông Linh nó được đi về chùa của Duyên Giác á, được ăn này nghe, được nghe kinh nữa là nghe khoái. Ở vào thời hạo quân tận thế này, bao nhiêu chuyện lạ lùng xảy ra từ 5 năm nay, chuyện con voi đi đánh con chuột mà đánh hoài không thắng đó. Chuyện Trung Cộng từ một nước đại cường quốc bây giờ thành một nước tiểu quốc, sắp sửa chia 5 xẻ 7. Rồi ở trên thế giới có hai người mong ước quốc gia của mình được độc lập, đó là ông 80 tuổi với thằng 50 tuổi này nè, đặt là đập mãi sư phụ, cùng một cái nguyện ước giải phóng đất nước của mình khỏi tay quỷ đỏ. Quỷ đỏ là Trung Cộng, thầy sư phụ nói mà, họ hai người đầu thai xuất cùng một nguyện lực, một ông thì quá già, một thằng đó thì còn sức phải không, sư phụ còn sức nữa, thấy gì chứ đi hai trình lên núi mấy tiếng còn được. Và hai người này sẽ đạt được nguyện ước trong một đời này, trong một xác phàm này, nghĩa là ngài Đạt Ma còn sống, ổng lấy lời Tây Tạng thì dư sức sư phụ lấy lời nước Việt khỏi tay Trung Cộng. Thì mấy vị nói vậy mà hồi xưa tới giờ cũng ổng vẫn còn nhăn răng phải không, sư phụ răng đề đủ răng thiệt không nữa, có thể ổng răng giả nữa. Thế nên hai người cùng sợ nguyện ước đạt thành ở một kiếp này. Rồi cũng cùng một cái thời điểm này, tất cả những người mà sau khi giống như họ Thiên hay là Phật tử tu đàng hoàng mà không có lụp chụp mà chạy theo gặp theo thầy nọ đó, vẫn là chánh kiến, vẫn được về trời nha, chánh kiến có một thôi. Rồi những người công giáo tu đàng hoàng mà không có bị cố chấp nặng á, họ vẫn là đạo, vẫn vô khấn Chúa, tin tưởng Chúa, nhưng mà không có phỉ báng sư phụ á. Người nào đã lỡ miệng phỉ báng sư phụ, người đó hoàn toàn bị mất cái cơ hội, mất cái duyên. Tại vì mấy vị da giác trên lưng á, ghi hết á. Đã lỡ phỉ báng là khó lắm, quan trọng lắm. Thì cũng vẫn được về trời á. Và lọt sổ là 10 chứ 7 gồm 3 chứ 2 gồm 1 ra Thái Bình. Thì những người đó sẽ chứng kiến cái quan trọng 5 năm nay nói muốn khô mấy lít nước miếng á, 2018 tới giờ là mục đích cuối cùng Phật Di Lặc xuất hiện. Mục đích cuối cùng nước Việt thay đổi, tất cả cái ác, 5 cái ác trên thế giới sụp đổ. Rồi nước Việt sẽ đổi thể chế, đó là thể chế vua. Chỉ có vua thôi mới hàn gắn được dân tộc và mới cứu được 4 triệu đảng viên ăn hối lộ, không bị dân nó chấn nước. Thì cái nước của mình nó gọi là bất chiến tự nhân thành, tức là hòa bình trở lại, rồi hùng mạnh đoàn kết trở lại mà không tốn giọt máu á,
Chỉ có vua mới làm được chuyện đó, con trời mới làm được. Thế giới này chỉ có một con trời duy nhất. Còn ngoài kia đó, ai mà xưng là Minh Dương, người đó chỉ là mơ mộng ảo quyện. Cái đám Long Hoa Mật Tạng đó, cái đám đó đó, đó là nghịch thiên. Rồi nó cấu kết với cái đám nghịch tử của họ Thiên chúng ta. Đó gọi là mơ mộng ảo quyện. Còn mấy gì nói, ồ nó trên mạng nó comment, nó nói xấu, nó này kia, nó lôi kéo, nó gọi điện thoại từ đứa ai đâu rảnh đâu hả? Chỉ có Việt Cộng nó mới rảnh nó làm chuyện đó đúng không? Gọi là nói chuyện với bức tường, nó chỉ là viễn vong một thời gian rồi tự nhiên biến ra khỏi quả địa cầu và biến khỏi không gian luôn. Không còn luân hồi sanh tử. Vì đã phạm với trời quá lớn. Những người giống như phạm một đường khúc thì quay lại thì kịp, nhưng có những đứa nó phạm nhiều quá cứu hết nổi. Thôi cũng từ bi, thôi từ bi, nhưng mà mấy thiên tướng không có từ bi nha. Thiên tướng trên trời luật thiên đình khó hơn luật của Phật. Phật từ bi, Phật không có giết chúng sanh, nhưng mà luật thiên đình thì cũng y như vậy, nhưng mà thiên đình có trật tự hơn, có nghĩa là cho cơ hội hết á. Nhưng mà khi mà đã không có quá giải được, không có cải quá cái người đó được, chỉ có đánh và diệt. Ở trên ra lệnh vậy mà. Mấy ông, bởi vì có những tướng, những mấy ông thần đó, giống như thần, mấy ông thần Hồng Thiên Mới mình đó. Chứ không phải còn Phật thì sao cũng được, rồi cứ chửi Phật thế này nọ thì khác. Nhưng mà số lượng mà cho nên nhiều người không có hiểu tại sao ở cõi trời có lại sự thưởng phạt. Tại vì ma quỷ trên trời nó cũng đi lên trên thiên đình, mấy con coi phim đó, nó cũng lên nó đi đánh, nó phá rồi thiên đình tối ngày đúng không? Bây giờ không đánh nó sao được, nó đâu có đi phá rối Phật đâu. Phật ngồi trong ngóc mà ma quỷ á, ma ba tầng nó xuống ơi cù đàm, rồi nó hạ, nó giả găng đóng gái đẹp, rồi nó cũng là làm bao nhiêu chuyện tan tác. Nhưng mà họ quên một điều, có một lần Phật đi đò ngang sông á, rồi cái thằng ăn cướp á, nó tính giết một đống người trên thuyền á, đã là Phật Thích Ca đó mà còn rút gươm giết cái thằng ăn cướp. Cho nên ở ngoài kia nó không bao giờ nó hiểu, có những chúng sanh không có thể độ được, chỉ có đánh và diệt á. Thì nói chuyện này rất là từ bi, dùng lời lẽ để nói thôi. Nhưng mà có những lúc cản không nổi mấy ông tướng, ngài á, từ bi quá, ngài cứ xin cho tụi nó hoài à, đừng có hy vọng tụi nó nữa, à, chúng ta hết rồi. Ai Đà Phật mà ký sinh hoài à, xin giết cha cũng, ta không muốn nghe mấy chuyện này nữa. Mấy vị thiên tướng lo hết, mẹ mất ngàn qua cấp nữa, con á cứ lo cho đám đệ tử, nó sẽ không bao giờ trở lại được nữa, nó đã bị mấy vị cho và con đừng có quan tâm tới nó nữa, con quan tâm tới nữa là chúng bẫy tụi nó, không có lo được cho 100 triệu dân đang chờ con về bển kìa. Trời mẹ Phật mẫu mà la sư phụ vậy. Ở thời Thượng Quan Thánh Đức không có những đứa nghịch tử như vậy. Con người chúng ta sống rất là professional, gọi là trang hòa, không ai làm phiền ai. Lỡ như mình có đi đụng chen lấn mọi cái lễ hội, mình cũng lịch sự xin lỗi, vuốt vuốt cái áo, người ta cũng vui lòng. Chứ không có thể nào như cái thời đại này, chỉ ra ngoài parking lot ngó một cái thôi á, là nó có thể giác súng nó bắn mình á. Tại sao mình nhìn tao á, có còn thấy mấy trong phim mấy Mỹ Đen rồi này nọ, nó dữ lắm. Rồi mình đạo mình tỉnh lấy cái spot này, cái chỗ Bắc Kinh, mình chưa thấy đâu sao xẹt vô, rồi xong cái nó cần đưa ngón giữa chửi mình, nó sẽ bị nhiều lần lắm. Họ nói good luck to you. Trời ơi, gặp cái đó không phải là sợ nó. Mấy cái đứa nhỏ nhỏ đó là chạy mấy chiếc xe thấp thấp đó. Họ đang để xích nào quẹo vô mà nó đâu không biết. Nó lạng qua cái nó lạng vô tại xe nó nhỏ nhỏ, cái bộ mì mấy thằng nữa. Hay là Phật. Hay cần gì phải ghê lộn hết, nhường nó hết. Tại mấy thằng đó cái sau này cũng thành Phật hết. Nhưng mà đợi nguyên cái núi mà mòn mà thẳng nó mới thành Phật. À, Hải sẽ thành Phật trước không nó xa.
hôm nay trên 70% dân Việt thương sư phụ, thương thầm, thương gì không biết, nhưng mà lời này lời của Đức Thầy nói nghe. Đức Thầy là Phật thì Ngài biết được cái tâm của con người, và đồng thời lúc nào có cái dấu thiên tâm cho hôn mượn. Đây, thầy cãi lại đi. Cái này bán nó không có nhiều tiền cho nó online, nhưng mà hiện giờ nước của mình á đang lũ lụt, sắp sửa sắp chết đói. Tất cả giống như bây giờ Việt Nam mấy cái thị trường thứ nhất cũng hình như đóng cửa phải không? Mà đóng chừng nguyên một tháng rồi, con nghĩ bao nhiêu người dựa vô cái thị trường nó sống sẽ chết. Người ta ở nhà trọ làm gì có cái hũ gạo bự để dự trữ. Có phải lời thù nói trúng quá không? Cho nên tất cả những người nghèo á, tin ông tin, chỉ một lần mình xin thôi nha, kiếm cái dấu này đeo vô. Nếu mà nghèo không có tiền mua đó, lấy gỗ làm hay là lấy miếng kẽm gai làm, để khi mà lúc mà sàng lọc thần hồn á, những vị thiên thần á sẽ nhìn trên cổ ai có cái đeo này, họ né một bên, họ nhìn giống như ngoài lộ, con nhìn những cái người mà đeo bass, không có đeo bass vậy đó, đeo cái bass đi vô cổng gặp Trump vậy đó, rồi ai mà không có đeo bass thì đi ra vậy đó. Thì cái dấu thiên tâm nó cũng vậy á, đó là thật, ở trên dạy vậy đó. Cho nên có tin, có đọc kinh, không đọc kinh cũng kiếm cái này đeo để mà cho mấy ông thần á né một bên, không có lựa mình. Còn nếu lựa mình thì sao? Là thui cái phước của mình á, chết hay sống là từ chỗ đó. Hôm nay chỉ có dấu thiên tâm mới cứu được nước Việt, cứu được dân nghèo đói khổ, và không còn cái gì mà để mà ai mà cứu họ. Chính quyền họ cứu nhau còn không xong, họ giết nhau không có đủ thời gian để mà đốt củi hay là hại nhau, thì họ đâu có nghĩ tới dân đâu. Làm gì có chuyện mà đi lấy gạo thì tiếp tế cho dân, hay là bão á, nhà cửa của người ta bị bay, màn trời chiếu đất, chính phủ nào mà lo cho dân? Không lẽ chính phủ đi xây nhà cho dân ở à? Mấy con nghĩ có chuyện đó không? Không bao giờ, đúng không? Cho nên chỉ có dấu thiên tâm, chỉ có cha của mình, đó là cha ruột của mình thật sự. Cha của mình cho mình cái thần hồn, đó là Thượng Đế. Còn mẹ mình á, là cho mình cái nguyên thần, là cái hồn, cái nguyên thần là cái linh hồn, cái bóng của mình á. Rồi cha mẹ Trần, họ Nguyễn, họ Ngô, họ Trần cho mình cái xác phàm, thì mình phải có hiếu cha mẹ Trần trước, và đồng thời mình cũng phải có hiếu với cha mẹ của cái linh hồn và cái thần hồn của mình, thì mình được cứu. Dấu hiệu này dấu hiệu của Thượng Đế. Sư phụ là con của Thượng Đế, một trong 12 người con trai duy nhất mà được cha thương nhất, vì sư phụ có bi chí dũng. Rồi gửi xuống thế gian này mấy chục nghìn năm nay, tái sanh nhiều kiếp, từ thời Cơ Xương, Tần Thủy Hoàng, vua Càn Long, Lưu Bị, rồi qua tới nước Việt Nam, nhà Trần, nhà Lê, Trần Thánh Tông, nhà Nguyễn, mấy đời nhà Nguyễn, đời nào cũng đều làm vua không. Tới cái đời cuối cùng đó là vua Minh Mạng, cũng là cái hồn này làm vua Minh Mạng. Mà nó có chớ chiêu và mâu thuẫn là gì? Có một vị nói, sư phụ cũng là người tổ tiên của nước Chiêm Thành, mà đến lúc đời thời vua Minh Mạng, sư phụ là người tiêu diệt nước Chiêm Thành. Thì hôm nay sư phụ trở về ở cái đời này, của cái thời đại này, để mà lập hội Long Hoa cùng với Đức Phật Di Lạc, thì những cái thần hồn đó họ cũng sẽ được cứu. Tại sao phải lập rồi phải diệt? Là vì nước Việt sau này sẽ là nước trung ương, sẽ là nước lớn mạnh nhất của toàn cõi Đông Nam Á. Nó sẽ đổi hình đổi dạng đó. Thì cho nên những cái thời đại đó, cả mấy trăm năm trước, mình thì mấy trăm năm mình thấy lâu, nhưng mà thật sự rất là không có lâu gì hết. Để mà dọn cho tới mũi Cà Mau, nước Việt. Rồi sau này những cái nước như Miên, Lào,
Indo, Mã Lai, Philippines rồi đó, rồi cả những phần đất của nước Tàu nữa, Quảng Đông, Quảng Tây rồi bờ sông Dương Tử, thì nước Việt sẽ lớn nhất và sẽ là lãnh đạo của thế giới trong tương lai. Là vì nước này là nước thánh địa, con trời khai thiên, chỉ có một nước duy nhất của thiên thượng, gọi là cái nước gọi là nước của trời đó, cũng giống như Jerusalem mà xưa giờ, thì đến ngày hôm nay đổi qua thành nước Việt. Đó là lý do tại sao mà nước Việt sau này là mở mang bờ cõi rất là rộng lớn. Thì Sư Phụ là người tổ tiên của người Chiêm Thành, rồi đến thời Minh Mạng Sư Phụ lại tiêu diệt Chiêm Thành. Cho nên ai có tiền không có tiền gán kiếm cái dấu này đeo để được qua khỏi cái nạn cuối cùng này, trước khi thấy quốc gia của mình thành một nước hùng cường giàu mạnh. Sau này nước Việt là nước sẽ giàu nhất nhì thế giới, có thể nhất thế giới nữa. Nếu mà 5 năm nay từ 2018 mỗi tuần mỗi ngày lên đây nói cái gì cũng trúng. Vậy từ đây tới cuối năm lập hội Long Hoa, nước Việt Nam sẽ có biến động lớn là thay đổi lớn, thì cũng phải trúng thôi. Đã trúng những chuyện khó mà trúng thì bây giờ cũng phải trúng. Có ai coi lại clip cái mặt hồi xưa đâu có tóc bạc kiểu này còn tươi á, mà nói là chiến tranh sẽ từ Trung Đông rồi lan qua Biển Đông, rồi Trung Quốc chia năm sẽ bảy, Kim Jong Un sẽ bị dân lôi đầu xuống. Coi lại cái clip ấy, hiện giờ còn trên mạng á, với phố vô gia phỏng vấn đó. Nếu những cái mà rồi nói năm cái như thầy Tennis đi điên lược, bây giờ quý vị có thấy không? Chiến tranh những cái nước Trung Đông, về bệnh dịch, kinh tế, những cái ác. Bây giờ mình hồi xưa mình đâu có biết là cái tội thế lực ngầm là gì, mình đâu có biết cấp tiến cực đoan là gì, mình cũng đâu có biết là chùm khăn là nó bính nhau, giống như mình đâu có biết là người Do Thái sẽ lấy lại quốc gia của họ đó. Chúa nói làm sao y chang vậy, thì trong vài tuần tới, vài tháng tới, Đức Thầy sẽ xuất hiện thiệt thì cũng sẽ trúng thôi. Mà mấy cái này á, người mà không có hiểu về sấm cơ kinh điển đó, người ta nói ông này ảo nữa. Nếu ảo thôi nói tôi 5 năm nay ảo luôn đi, làm gì có ảo, không bao giờ ảo. Ví dụ như quý vị đi coi một cái ca nhạc show nào của Israel hay là của Thúy Nga Paris á, 2-3 tiếng đồng hồ, trả ăn vé 50-70 đô đúng không, vô coi ca nhạc rồi xong cũng phải cũng không có nhớ, tại nhạc nó hay rồi lúc đó cũng quên. Còn cái clip này nói lên đường tiếng mấy mà bao nhiêu điều hữu ích mà chẳng có tốt đồng nào, tại sao không có chịu nghe? Rồi Sư Phụ đã dạy cho mấy người ở ngoài kia mà biết được cơ, có thiên tử thì thiên tử nói những cơ trời là thiên cơ, rồi thiên tử cho biết được cơ trời, rồi thời dùng cơ trời để mà lập ra cơ đồ, ta biết thời thế lúc đó nó xảy ra gì, cơ đồ rồi tạo cơ nghiệp cho dòng họ mình, toàn là có lợi không à. Bao nhiêu thứ nhất nói để mà khuyên người ăn hiền ở làng, thứ hai nói lại tốt quốc gia mình, nói thứ ba để mình biết có cái nguồn thật sự xảy ra hy vọng nó sáng sủa cho nước Việt. Bây giờ không có cái kênh này, không có những đứa này quay phim ở ngoài kia, nước Việt Nam bây giờ cũng rối mù á. Trời, không biết bây giờ Tô Lâm đi tới đâu nữa, không biết ai đem cơm gạo công việc làm cho nước Việt, người ta rất là mù mịt. Có phải là một đống cướp bóc nổi loạn lên không? Có này biết ồ, Thiên Đức Kiệt sắp về nước, Minh Dương sắp về, Đức Thầy là Phật xuất hiện, rồi mà Đức Thầy sẽ khai cái mỏ vàng mỏ ngọc ở núi Cấm lên là nước mình giàu có tiền. Nhiều đó thôi, thầy cũng là đủ an ủi tinh thần sống qua cái mùa Covid tới ngày hôm nay rồi, thì là toàn là hữu ích không à. Nhưng mà hôm nay là phải cần phải đeo cái này, chứ không phải nghe rồi cái xuông tai nghe khoái cái không làm gì. Ví dụ mình muốn được cứu thì mình cũng phải giơ tay rồi người ta kéo mình lên, dầu cho mình không có biết lỗi.
chứ không phải nghe qua rồi cái để đó rồi cứ chờ thiên thần họ không, họ nhìn lên cổ không có ai đeo cái này đó, họ phớt lờ là lúc đó đó không bị trúng đạn của miên nó bắn hay là miên nó cáp dùn á thì cũng bị tai nạn xe cộ hay là lũ lụt thiên tai chết đói đó. Né được nhiều nạn, tại mấy vị nói vậy đó. Cái dấu này là cái dấu cuối cùng để mà còn lại bao nhiêu người sống, bao nhiêu người chết. Kinh tế mình nói năm thứ kinh tế cũng đã xảy ra rồi nè, rồi tới nạn đói thì cũng đã có rồi nha, khắp thế giới đều có nạn đói rồi nè, thiên tai rồi quá trời luôn đó, bệnh dịch cũng tới nữa nha, chiến tranh cũng có rồi, thì chuyện này đâu có nói sai thứ gì đâu. Hồi xưa giờ là nói ra năm thứ này là đều có hết. Cộng sản độc tài sẽ tiêu tùng cả thế giới nha, nghe Trung Cộng, Bắc Hàn, Việt Nam, Cuba rồi là xong một lượt. Mà những lãnh đạo độc tài con thấy Putin với Mario của Venezuela mấy người đó thuộc dạng độc tài cũng sẽ không còn tồn tại. Những nước Hồi giáo như Iran á, nó đánh Do Thái chuyện này thôi, thế giới cũng trừng trị nó rồi. Thế lực ngầm kỳ này ông Trump lên con nghĩ thế lực ngầm còn sống nổi với ổng không? Cũng xong luôn, kỳ này ông Trump mà ông thắng chắc luôn á. Cái bà đó không có thể nào mà thắng được hết. Người đầm lầy cấp tiếng đó thì cũng sẽ y chang, nó cũng trúng. Giang hồ cầm mã tấu, giang hồ cầm mã tấu nó có nhiều thành phần. Có thằng á thì nó có gọi là bi chí dũng, ai cũng có bi chí dũng. Giống mình luật sư á thì nó không có bi, nó có chí, nó có dũng. Luật sư á nó cũng là hại người, phải không? Rồi giang hồ nó có chí có dũng, cũng không có bi, nó cũng đi hại người. Rồi mấy ông đảng có trí có dũng cũng chả có bi, cũng hại người. Rồi những đứa nghịch thiên nó có trí mà nó cũng chả có dũng chả có bi nữa, nó cũng đi hại người, nghịch thiên nghịch tử mình á, nó đi lôi kéo, tức là nó đâu có dũng đâu, thứ hèn hạ đó mà, thì làm sao mà nó có dũng. Hồi xưa hồi đâu có dạy là đi gọi điện thoại từng người rồi đi nói xấu thầy của mình, nhất tự nhất sư, cái đó là tội phản nghịch đó, không biết không? Mà phản với thiên đình nữa. Cần nói sư phụ là bị cha trút phế rồi, sư phụ đâu có làm gì có lỗi, tới ngày hôm nay 12 giới luật vẫn y chang, chưa có lỗi gì hết, chỉ có công chúa xuất hiện là để cho một chapter mới, cũng như nhiều phi thiền con thôi vậy, chỉ có bồn lái. Rồi sau này sư phụ với sư mẫu với công chúa, ba người con trời mới tiếp tục cuộc hành trình để mà cứu dân tộc. Còn những người xung quanh từ xưa nay giống như mấy bác trong trại tù á, bác ô á, là cả ngàn ông á, đi tìm sư phụ thì tìm gần mấy chục năm nay thì cũng xong rồi. Ông nào ông nấy cũng già 90 trăm mấy rồi, sao lên máy bay nổi? Chẳng thể lên máy bay sư phụ á, đi lo từ ông á. Đã trên tính sẵn hết trơn rồi. Chỉ gì nó không có thích mũi mũi thôi mà nó quậy như vậy. Nhưng mà chống, cái đó có nghĩa là chống là ý chỉ của cha. Đó là vẫn là nghịch thiên, có hiểu không? Rồi cái phe mà thân cộng, tức là Long Qua Mặt Tạng á, nó lợi dụng mấy cái đức nghịch thiên này á, nó quậy lớn lên. Chứ từ đầu là rõ ràng thì phò thiên tử đúng không? Rồi hết phò cái chó sói nằm trên núi mình làm bao nhiêu chuyện tan tác. Rồi bùa ngải thư ém. Rồi đi ban đêm 3 giờ sáng đi ngồi thiền, đi vô mộng từ đứa để mà hút cái nguyên thần của từ đứa, phải không? Rồi chuyện đó đã lật ra ánh sáng rồi thì tụi nó bây giờ vẫn tiếp tục chống phá, có nghĩa là một cái thế lực chính trị chứ không phải là tâm linh nữa. Nhưng mà lúc đầu cấu tâm linh với chính trị nó liên kết với nhau, có thấy rõ ràng gọi là chống trời đó. Rồi đi phản đạo, phản lợi tất cả, rồi lấy danh nghĩa núi thiên tâm. Sư phụ mà chi tìm ra được ai mà làm ra cái thông cáo đó, người đó có thể ra tù.
Cho nên đứa nào mà nhận được mấy cái message, cái thông cáo đó, cho phụ có số điện thoại tụi nó để đưa, để mãi. Không có ai mà mạo nhận danh nghĩa của người khác mà đi nói tầm bậy được. Cái người gửi ra là người đó chịu trách nhiệm. Giang hồ mã tấu còn có thể sửa được, là tại vì trong đó có những đứa đó, nó cũng còn có một chút xíu lương tâm á, trí thức cũng còn có thể sửa được. Đây nó khó nhưng mà không phải hẳn là hết. Nó ngồi suy nghĩ lại một chút, ồ, chúng ta có linh hồn ha, chúng ta biết có ma ha. Tại phim ma Mỹ quá trời luôn, con thấy không? Là bắt đầu nó nghĩ là chúng ta phải học hỏi có ông trời phải không, có Phật, có Chúa. Đạo nào cứ giữ đúng đạo đó, đừng có đi theo đạo thiên tâm nha. Ai đạo Chúa thì theo đạo Chúa, cũng là mình. Đạo Phật thì cứ giữ đạo Phật mà cho đúng á nghe. Đạo Hồi cứ giữ đúng đạo Hồi, chứ không có mong, đừng có bỏ đạo gốc của mình. Chỉ thiên tâm á, phải nghiên cứu học, rồi phải hiểu thiên tâm là cái gì rồi hả theo, chứ không phải chạy theo ào ào á. Người nào vẫn giữ đạo đó, trí thức vẫn còn có thể cứu được. Rồi hết trí thức tới Phật tử. Phật tử thì hơi khó, là vì Phật tử nghe thời nay nước Việt mình 10 ông thầy là toàn là thầy quốc danh hết, 9 ông rồi. Còn có công nhận không? Thầy quốc danh là thầy cộng sản. Là ở đây nước Mỹ này 5-7 nghìn cái chùa toàn là đa số. Mấy ông đâu bao giờ có cộng sản này hả? Không ưa ai vậy? Cộng sản này không ưa Thượng Đế. Tại vì họ là vô thần mà, không tổ quốc, không thần thánh, không có gia đình luôn á. Mấy ông thầy không bao giờ tin Thượng Đế, thứ nhất. Thứ hai, mấy ông thầy không bao giờ tin có Phật Di Lạc xuất hiện ở cái thời đại này. Mấy ông không tin. Thì một ông mà nói chuyện mà giảng pháp mỗi ngày trên đài cả ngàn Phật tử thì có Phật tử nào chịu tin, hiểu không? Ở trong khi đạo mạo đoan trang, ăn nói hiền từ đại chúng dùng ẩm thực chưa, rồi vân vân, nó những cái danh từ mà ngọt ngào của Phật á, mê chết luôn, gọi là ru ngủ. Thế nói chuyện này không biết ru ngủ, nghĩ đâu nói đó, cha cho vậy mà. Tại vì thiên nhãn thì rất là thông minh nha, thí phụ chỉ có 2-3% của nguyên thần thiên nhãn, nhưng mà khi phụ về nước thì thiên nhãn sẽ giúp sư phụ thêm thông minh. Tức là khi nói á, người cận như ta cho nhiều, nhiều á đủ xài rồi. Tại vì lúc khi giỏi quá đó, còn thấy khi nói mấy cái lời làm thơ dạy mấy đứa này nè, thì nói giờ nhiêu đủ rồi, khi nào mà cần thêm thì cho thêm. Đó, thì nói vậy. Tức là sau này về nước Việt thì cho thêm. Nhưng mà cái quan trọng là khi nói là cái trình độ của nhân sinh đa số là như vậy nè. Cũng giống như vô lớp mẫu giáo thì cái bà cô giáo á, bà không có nói tiếng chữ khó được, bà phải nói tiếng kiểu mấy đứa nít bập bẹ thì mấy đứa nít nó thương bà, nó dễ hiểu hơn. Thì trên cho y chang vậy đó. Chứ còn nói tiếng cao siêu như mấy thầy đó giảng cao quá, mà danh từ cao của Phật quá, Phật tử ra rồi điếc lỗ tai, không có hiểu luôn. Bằng chứng và cụ thể đó là mấy ông thầy nói chuyện 2 tiếng, bà nào bà nấy lắc ể oải nhìn cái đồng hồ không à, coi ông nói xong chưa, đi ra đi về không, đúng không? Đa số mấy ông thầy giảng pháp là không có bà Phật tử nào chịu ngồi lâu hết. Mấy ông dòng có nhiêu á, kiểu lời ngon lời ngọt rượu ngủ. Còn sư phụ ngồi nói hả, sư phụ nói 8 tiếng mấy con cũng ngồi 8 tiếng, đúng không? Thì khác nhau chỗ đó, thì nó có hiệu quả chỗ đó. Còn cái giới mà giàu có thì thôi khỏi vậy. Ai có tiền mà nhất là những người mà đang chưa có lòi ra cái bệnh nào á, là càng không có tin có ngày tận thế. Là sao? Là vì họ sẽ bị mất đi cái sự hưởng thụ của họ. Tận thế là buồn bã, tận thế là sự hủy diệt, tận thế là tôi không được xài tiền, tôi không có đi mua hột sòn, tận thế là tôi không có chạy xe xịn hay mà đeo nữ trang sen để mà khoe ai, ai cũng u buồn hết. Thì cho nên nó đi ngược lại với cái tâm lý của những người giàu có. Cho nên những người giàu có đó, họ chỉ có phước ở đời trước,
Hôm nay họ giàu có đời này, rồi tự nhiên đến một ngày họ hết phước, họ đổ ra bệnh rồi họ chết. Tại vì họ không có chuẩn bị cái ngày mà họ rời khỏi thế gian. Chuẩn bị ngày rồi khỏi thế gian là những lúc mấy con ngồi đây nghe thụ và nói chuyện nè, rồi nghiên cứu lại. Rồi họ có những đứa còn biết tôn trọng thần thánh. Ví dụ mình không phải đạo Phật, mình đốt nhang mấy ông thần, mình cũng có ổng, mình mới có quốc gia của mình, đúng không? Cái người mà Việt Nam mà tệ nhất, mà gọi là vô tâm nhất á, cũng biết là ông Trần Hưng Đạo là ai mà. Thì cứ đốt mình ổng thôi là cũng vui nữa. Rồi lên đây ngắm cảnh cũng là trở về tâm linh. Còn những người đạo Phật thì đấy, một đống Phật nam, thích Phật nào thì cứ đốt, thì cũng là trở về tâm linh, là cũng là có phước. Còn hơn là chạy lăng tăng ăn với nhậu rồi hơn với thua, rồi football under over rồi mấy gái thì đi shopping, rồi cái mệt cái về nhà, cứ cuộc sống bao nhiêu nó cứ quay quần mỗi ngày, đâu có ích, đâu có giá trị gì đâu. Rồi về nhà thì vợ chồng conflict với nhau, giống như là mâu thuẫn, rồi ôm nhưng mà trong đầu thì nghĩ mưu kế để mà chia tài sản ly dị rồi đó. Nếu mà lên đây mà ngồi nói chuyện với phong cảnh này á, mấy cái vọng tưởng đó sẽ không còn ở trong tư tưởng nữa. Chỉ có hạnh phúc thôi. Tại vì khi nghe Hữu nói chuyện, tuy là nó hơi một chút xíu là bi quan, là gì tận thế là phải bi quan đúng không, phải buồn đúng không, nó hơi tiêu cực, nhưng mà ít nhiều làm cho mình thấy đời sống nó vô thường. Thì mình đâu có nghĩ mấy cái câu chuyện là phải chia tay vợ mình làm gì. Trời ơi, tôi chia tay với bà rồi, tôi lo con nhỏ mới nó còn dữ hơn. Rồi tận thế tới tôi tạo biết nhiêu nghiệp, bữa giờ tôi với bà gây lộn là khẩu nghiệp rồi, thì làm sao lên thiên đàng. Cho nên nó lên đây cũng vừa có hạnh phúc nữa. Giống như xưa thằng Dũng á, Dũng đa, Dũng cười kìa. Trời ơi, mỗi lần lên đây trốn cái bà đeo mắt kiến con chết, phải không? Ngày đầu á, trốn nhiều lắm đúng không? Trời ơi, mỗi lần lên đây lắm lét nó, con phải trốn vợ con lên đây để làm con quả. Rồi sao giờ bà ngồi kế bên nè? Lý do gì vậy? Hả? Ngộ rồi phải không? Thương nhau rồi phải không? Chứ hồi xưa trời ơi, bà mắt kiến bà dữ lắm, bà đâu có cho thằng Dũng lên núi đâu. Nó trời ơi, theo thằng khùng. Không phải, mình đâu, nhiều người chửi mình khùng lắm. Nhưng mà khùng này khùng tiên khùng Phật á. Con cũng vậy rồi sư phụ. Rồi vậy hả? Dạ. Nếu mà khùng á, sư phụ có cả tỷ đô á, sư phụ đi chơi sướng, đi làm biết bao nhiêu chuyện, kiếm một chục ghệ á, đâu có cần có công chúa thần bình cái bên mà bị chửi đâu. Ở dưới này á, một cái danh sách mấy con nhỏ mà giống như người mẫu hay ca sĩ local á, ở đâu có muốn đi làm bị quê á, là nó kiếm những người như sư phụ nè. Trời, mấy bạn sư phụ già không à, 80 tuổi già già mà ông nào ông đấy cũng có chìa khóa của nhà của tụi nó, chỉ mỗi tháng cho 5.000 thôi, mà đói 5.000 mấy người giàu nhầm gì, đâu có cần thiết phải mà để mang tiếng mang tâm đâu, phải không? Nhưng mà cái số trời nó như vậy, cái duyên cớ nó như vậy, cha sắp đặt như vậy để mà lo cứu độ chúng sanh. Còn những hàng Phật tử chấp tướng, rồi chấp hình, rồi chấp dạng, rồi chấp đủ thứ chấp. Rồi ngoài cái chuyện mà Thuận Bình xuất hiện, thưa ông cháu có làm gì để tụi nó chửi á? Suy nghĩ đi, có là nó đã lôi lên tùm lum rồi đúng không? Không có mà nó còn lôi nữa, đứng đi chứ có. Sư phụ mới ngày qua, sư phụ lên mỗi thứ sáu nha, phụ vấn an mẹ, để nước trà, mẹ về. Mẹ nói chuyện với phụ, vấn an nghĩa là thăm hỏi vậy đó, giống như con có mẹ cuối tuần chở qua ông bà đi ăn. Sư phụ cũng có cha mẹ, tức là Phật mẫu với Thượng Đế, sư phụ cũng phải làm vậy thôi. Thì sư phụ có nước trà, vấn an mẹ, mẹ về nói chuyện với phụ, chế sư phụ, gờ đầu sư phụ, về lúc nào bị bệnh thì mẹ chữa luôn, khoảng nửa tiếng. Rồi sau á, sư phụ phải đi lên núi, bữa nào xuyên thì mấy thầy trò đi bộ đường này, còn bữa nào làm biến thì ở bên Thiên Long Thổ chiếc xe nhỏ nó chạy lên thì cũng góp nước trà vấn an cha, để coi cha có gì dạy. Thì mới chiều hôm qua khoảng 11 giờ lên vấn an cha cũng được nửa tiếng, cái cha dạy ông đầu tiên thì sư phụ hãy sám hối trước, không còn trong mấy tuần qua có gì
làm sai, nói sai, lỡ ý lộ cơ, con xin sám hối với Phụng Hoàng. Phụ kêu cha Thượng Đế là Phụng Hoàng không? Rồi cái cha nói, cha phán ra câu này nha. Con ngoan của ta, con luôn luôn lúc nào cũng là viên ngọc sáng soi đường cho chúng sanh. Thái tử Thiên Hoàng, đó là nguyên văn cha nói vậy. Con luôn luôn lúc nào cũng là viên ngọc sáng soi đường cho chúng sanh. Con là Thái tử Thiên Hoàng. Nghĩa là sư phụ đầu tiên sám hối cha. Sám hối coi là đâu biết lên mạng mà nói bậy bạ gì, hay là bữa giờ trên mạng Facebook tụi nó sân si qua lại đó, thì mình sám hối trước vậy cho nó. Cái cha phán lên câu vậy là tức là cha không có chấp, không có, tức là thường không có lỗi, phải không? Rồi cái rồi sau đó cha nói gì nữa là, cha mới nói con có gì muốn xin cha hay là muốn hỏi gì không? Tại Thượng Đế ít bao giờ nói lùm lắm, để mình xin với hỏi không à. Dĩ nhiên là có cơ hội là chụp liền quá. Cái cha mở lời vậy thì sư phụ xin. Dạ thưa Phụng Hoàng, con lâu nay lập ra cái dãy núi này rất là nhiều công sức, 500 acre, con sắp sửa rời nước Mỹ để lo cho nước Việt. Ở đây không có một cái công trình nào lớn để mà quy nghi đồ sộ, để mà sao nó giống như như núi này đâu có công trình gì bự đâu cả, nó phải bự đúng không, để mà nó thành ra một cái di tích lớn luôn vậy đó. Thôi chỉ nói sơ sơ vậy thôi. Con muốn làm cái điện của cha ngay trên đỉnh núi đó, vì cái mình làm đường xe lừa xe hơi chạy thẳng bọc cái đường liên thông thông thổ á, chạy lên tuốt trên đỉnh núi được á, tại vì hộ chạy xe hơi lên trên cây thánh giá được thì lên chỗ này thì dư sức quá. Cái cha hỏi ngược là con muốn bự bao nhiêu? Cái thù nói chừng dài 3000 người vô để đọc kinh thiên tâm đồ ở trên núi, rồi nhìn thấy phong cảnh thung lũng ở đây đó. Cái cha cũng không nói gì, cha cũng chẳng trả lời là cho hay không cho xây cái building đó, 5000 vài nghìn người vô được á. Cái hồi ấy, cha mới phán câu cho nó được, sau này ta sẽ cho cái nơi này sẽ thành một cái thành phố. Khủng khiếp không? Xin cái building thôi mà cha phán cái Thiên Long Sơn sau này sẽ thành một cái thành phố, chính lời cha nói luôn. Mới chuyện qua khi Thượng Đế nói trên đời này không bao giờ là sai chệt hết, nó sẽ như vậy. Mới ngày qua cha nói luôn, chỗ này sẽ thành thành phố quá con, ghê vậy đó. Cái con thấy thiên tai địa chấn cá rồi trên mạng nó nổi tùm lum, nước Nhật nước này nước nọ đúng không? Cái sư phụ nói hỏi một người, cái đó phần của cha, cái này sư phụ nói một vị khác, sư phụ nói chuyện ngày cả mấy chục vị mà, tại mình liên hệ lớn trên trời mà. Hết anh chị em mà tới vị này vị kia rồi hết tất cả. Thì cái này sư phụ hỏi chứ nơi nào là an toàn để cho cái xác phàm của thái tử không có gặp nguy hiểm. Cái gì nó mới hỏi sư phụ chứ chỗ nào là thái tử thích ở nhất, thích sống nhất á, thích ở. Cái mình mới nói thì hồi mới ở Mỹ bỏ báo ở dưới đường Story Road với đường McLaughlin vòng này nè, quanh quẩn đây gần cả đời người, 57 58 80 81 tới giờ là nhiêu năm rồi ta, bốn mấy năm ở vùng này. Thì chỗ này cái nó vậy là chỗ này là an toàn nhất. Tại vì sao đó mấy gì mới giải thích rồi mới hiểu. Chỗ nào có thiên tử ở thì trong vòng mấy trăm cây số đó không có bị nạn tai. Cũng giống như ngày xưa sư phụ xin cho thành phố San Francisco không có bị động đất năm 1215, thì lúc đó trên mới báo thành phố San Francisco sẽ đi chìm xuống dưới nước, gần gây đồ cũng sập luôn á.
Thời đó con nhớ nhiệt độ nó nóng lên 90 mấy độ mà hạn hán 7 năm con nhớ không? Là sắp sửa có trận động đất lớn gì đó. Cái mấy vị vừa báo cho Quảng Hồn, Ngụ Sinh. Sinh thì lúc đó sinh ai? Sinh mẹ mình á. Mẹ cũng không có phán được, cái sinh sinh cha. Thì mới cứu được thành phố San Phan tới ngày hôm nay. Chỗ nào có những vị thánh nhân ở, chỗ đó không có nạn tai. Cái đó là cái quy luật của vũ trụ vậy đó. Rồi đến lúc mà con thấy mấy những cái năm mà rừng nó cháy phải không? Cháy tấn công vô tới điện mẹ mà không cháy được tới điện mẹ đúng không? Nó cháy tới hội trường mà tới cái chỗ mình cái máy chỗ xe đậu á, nó cũng ngưng luôn. Nó hay thiệt luôn á. Mà mấy cứu quả nó cũng chả bao giờ nó ngờ. Nên qua 2-3 lần bị cháy núi mà cái Thiên Long Sơn không bị gì hết. Đó là một cái sự rất là màu nhiệm. Mấy vị trên này rất là linh thiêng. Thì lúc đó là mấy vị nói là 7 năm hạn hán, con thấy không có nước gì hết. Mình tưới cỏ hay rửa xe, tụi Kha CD nó còn gửi tiền nó phạt mình. Chỗ nhà mình mà mình tưới cỏ, mình rửa xe nó phạt nhớ không? Thời gian đâu có nước. Cái thù buồn quá, mới hỏi. Cái mình cứ nghĩ là mấy ông rồng mình là nước phải không? Thù có câu thần chú á. Xích Long cho chứ phụ luôn, hiện giờ thù còn biết mà. Thù đọc là có mưa á. Nhưng mà chưa bao giờ làm. Tại sư phụ chưa bao giờ lạm dụng thần thông. Sư phụ rất là có quy lực, rất là oai dũng, nhưng mà không có lạm dụng. Thì mấy vị nói giờ ngài muốn nước thì ngài cứ đặt bàn ngài xin. Thì sư phụ xin. Cũng y như ngày ông Trump bị ăn cắp lá phiếu. Sư phụ cũng đặt cái bàn xin mấy người quay phim phải không? Nhưng mà lâu lâu quá mới nhớ tới quay phim. Còn những lúc sư phụ làm cả đống thứ, mấy chục lần, sư phụ đâu có bỏ quay phim trên mạng đâu. Có nhớ biết không? Xin cái này xin cái kia lật giặt dũng chữ lật giặt á, chuyện đại sự không á, thì đâu có quay phim đâu. Thì thù xin cho Cali có nước 7 năm hạn hán á, mà thù xin có nước được á. Nên có lúc mấy năm sau nước quá trời, con thấy không, tới bây giờ luôn á. Nhưng mà mấy cái đó sư phụ không có quay phim. Xin cho ông Trump thì sư phụ có quay phim, còn xin những cái thường thường á cần nhiều quay phim con. Lên đây nè, đặt cái bạn đây nè, 2-3 thầy trò lên đây, bông hoa với dĩa trái cây sơ sơ với bánh thôi. Để hụ xin gì mà không tới. Nhiều lắm, chùa làm cho cái vùng này rất là nhiều thứ. Cho nên 513 câu có nói đó, là cái nơi tạm dung của xác phàm mà. Tạm dung là cái gì? Mình cũng phải cảm ơn nước Mỹ đúng không? Tại vì qua đây nếu mà sư mà ở vùng Kansas hay là Wichita hay là Ohio là chăn bò chết bà luôn rồi hay là làm farm đúng không, hay là đi làm gì, làm gà đó ba, cắt cổ gà rồi. Chỗ có nhiều người dân Nam ở mấy cái tiểu bang đó làm mấy cái chuyện gọi là tạo nghiệp nặng đó, một ngày giết cả 100 con bò không biết không. À, trước khi con bò mà vô cái máy mà nó xả da ra lấy thịt á, là nó phải lấy súng nó bắn á, ớn lắm á. Thế nên thù làm biết bao nhiêu chuyện cho cái Bay Area này, chứ không phải là mình chỉ lo nước Việt không đâu. Đó là làm, đó là tại sao ông George Washington á, ổng thương như hụ ổng khoái mới kỳ rồi ổng mới nói bây giờ về mặt hữu hình. Ngài là đại diện con trời xuống. Mấy ổng là hồn thiên, mới là thần thánh của nước Mỹ với thần thánh của nước Việt. Cần phải có cái sự giao kết hòa hợp. Để khi mà trong vô vi á, là khi mà cũng chia hai phe, trong vô vi có phe tà phe chánh, thì hỗ trợ lẫn nhau. Cho nên bữa mấy con làm cái buổi lễ cúng là ông Trận Đạo với ông chọt qua trên tay đứng đó để bàn luận công việc, nó giống như họp Liên Hiệp Quốc vậy đó. Cũng giống như là Bác Phúc và bay qua bên New York họp với Biden rồi vậy, đại khái giống giống vậy. Thì trong vô vi mình có cái đó, nhưng mà cái đó nó quan trọng hơn mặt hữu hình nhiều á. Hữu hình chỉ một lần thôi, còn vô vi á là khi nước Việt có nạn xâm lăng của nước Tàu, thì mấy vị trong vô vi hữu hình á khiến tâm vô mấy ông bộ trưởng bộ quốc phòng của Mỹ hay là quốc hội của Mỹ, khiến vô tâm á là cứu nước Việt, con có hiểu không?
Có nghĩa là mai mốt nước Việt mà bị Tàu đánh, chỉ có thằng Mỹ nó cứu thôi. Xu đã nói chuyện được rồi, không ai cứu được nước mình đâu. Mà còn bây giờ thì chưa thấy. Ôi chết cha này lột cơ. Tôi làm rất là nhiều việc dụng chữ vĩ đại thì mình dám dùng chứ. Thật sự người đời làm có nổi. Thấy hiện giờ có thằng nhỏ gì 17 tuổi á, nó chỉ cần nói lên cái sự thật mà nó suy nghĩ thôi mà nó bị cả đóng công an tới chảnh cổ đó, không thấy không? Nghĩa là không phải ở cái thế gian này đông người cùng nói một thứ thì là đúng đâu con, chưa chắc. Không phải đông người chạy theo hùa theo đội lên đầu một người thì là đúng đâu con. Không phải cả triệu người, 2 triệu người chạy tới một cái chùa nhìn cọng cỏ lúc lắc rồi nói là xá lợi của Phật là đúng đâu không. Ngược lại, không phải đông người nói sư phụ là ảo là đúng đâu. Sư phụ biết sư phụ đúng hay sai nè, gian thiệt hay gian giả tự mình biết. Đúng sai người chỉ có chánh kiến họ thiên, coi lại những cái lời nói và phân tách lại 5 năm nay đi. Nếu mà không tin thiên nói chuyện này thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là không tin có hồn thiên sông núi, không tin có thần thánh, không tin sấm cơ của Đức Thầy, không tin sấm cơ của Trạng Trình, không tin Lưu Bá Ôm, không tin Thôi Bá Đồ, không tin kinh của Công giáo Khải Huyền, không tin kinh của Notre Dame. Tất cả nói về chỉ có một mình là sư phụ, là chuyển lưng thánh dương. Vậy tức là người đó là bị cái gì? Người đó đã đánh mất đi cái bản tánh, tự tánh của họ rồi đó. Người mà đã không tin hộ là người đó đầu tiên đánh mất đi cái bản tánh của họ. Cái bản tánh của họ là gì? Có người, mỗi người chúng ta có linh hồn, mà chúng ta đánh mất đi linh hồn là gì? Mà chúng ta là một dạng sống không có luật lệ, sống ngông cuồng tự đại, chết thì thành ra một cô hồn cát đảng, hoặc là đọa làm thú hay địa ngục. Chúng ta phải sống có linh hồn, chúng ta phải làm cho linh hồn chúng ta nó hiền và nó có biết ngoan hiền thuần thục với bờ trên. Tại chúng ta được nắng ra bởi bàn tay của Thượng Đế mà. Hôm nay chúng ta lại không tin có người nắng ra ta, có nghĩa là cái gì? Người gọi là nghịch tử. Nghịch tử là gì? Địa ngục giờ cũng đóng cửa luôn. Thú bây giờ nó thấy mặt mấy đứa nghịch tử nó cũng sợ. Thôi mà đứng đầu lại làm thú. Rồi thiên đàng thì dĩ nhiên là không còn chỗ chứa. Thôi thì là một cái làn khói bay trong vũ trụ, không bao giờ còn tái sanh. Tại vì thời vàng kim á, con người sống tới mấy nghìn năm không có hơn thua, không có ganh ghét hận thù, thì làm sao giống như bây giờ trong một cái công ty 300-400 người ai cũng là đàng hoàng tử tế, tự nhiên có một đứa nó hùng hùng điên, nó đi kiếm chuyện người ta tối ngày. Con nghĩ ông chủ với supervisor có chứa cái đứa đó ở trong hãng không? Không, đúng không? Cũng trong cái núi mình cũng vậy. Bây giờ biết như bàn tay á, làm ra biết như cây xanh hoa đẹp, tự nhiên có thằng là nó đổ dầu hay là nó làm cho chết cây đó, nó làm cho một ngày á, cộng của người ta trồng 10 năm có thể chết hết, còn có tưởng tượng không? Bởi vì trong đó là cái người mà phá hoại á, nó cầm cái búa nó đập một cái là cái nhà nát hết trong vòng mấy tiếng, còn người ta xây cái nhà cả mấy cái chục năm chưa xong. Thì cái đạo nó cũng vậy, mỗi một đứa mà lên được thiên đàng thì cha thương cho phụ, mẹ thương cho phụ thêm. Cho nên đến với núi Thiên Long Sơn, Thiên Long Kiệt này chỉ đến bằng cái tâm thôi, đừng có mang quà cáp bông hoa gì hết, có gì cũng đó, biết cúi đầu trước tượng Phật là vui rồi.
Chứ còn cái này á, vong ân bội nghĩa, nuôi ông tay áo, rồi chống lại với cha mẹ, rồi lôi kéo những cái người vô tư đi vào con đường tội lỗi với mình, cái đó là đại 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 nghịch đó, còn có biết không? Đại trọng tội. Nó còn hơn là giết cha giết mẹ, đốt chùa, làm Phật chảy máu. Ở trên thiên đình nói vậy đó. Những đứa đó tội cực kỳ ghê gớm, không thể nào dung thứ được. Ở trên nói sư phụ có sinh cũng không được, tại vì sư phụ chỉ là đứa con 12 tuổi của Thượng Đế. Ở trên đó có những hàng tiên trưởng rất là lớn, và những vị Bồ Tát, rồi Phật Thích Ca cũng là giống như một chức quan lớn của cha. Vậy cha là cha của Phật Thích Ca, cha của Phật A Di Đà hết, thì những vị Phật đều là chầu Thượng Đế hết. Nhưng mà những nước mà nghịch thiên mà ở cái thời này mà là gọi là phá đạo thì mấy vị cũng lắc đầu luôn, tội rất là lớn. Không phải là hù dọa hay gì. Đối với thù á, bây giờ đệ tử có 7.000 đứa ở Mỹ, giờ mất mấy chục đứa, thật sự nó cũng chả nhầm gì nữa. Còn mấy vị có nói, đức thầy bữa có nói, bây giờ á, con có thêm năm cả nước Mỹ người Việt, nghĩa là có vài chục nghìn người theo con, họ cũng là đạo thôi, họ đâu có đưa con lên làm minh vương được, họ đâu có đưa con lên làm vua được. Nhiều thì con nhức đầu nhiều, mẹ nói vậy đó. Thà ít nhưng mà có chất lượng. Về những đứa mà hôm nay nhất tự nhất sư thì là những đứa theo bên cạnh sư phụ trong những ngày đầu tiên về nước Việt. Tại bên đó rất là đông, thì những đứa thân cận ở đây nó đã quen ý rồi. Ít nhiều trong một cái đám, lại giống như giờ con đi một cái nước Âu Châu mà gặp người Việt con mừng đúng không? Huống chi người thân của mình ăn uống rồi này nọ nữa, có phải là hơn cả một đống người lạ không? Suy nghĩ đi. Cho nên nó mất cuộc sàng lọc ghê gớm. Gán giữ tâm, gán giữ lòng tin với cha Thượng Đế, đừng có giữ lòng tin với sư phụ. Chỉ coi những gì sư phụ nói chúng thì hãy tin, còn nói chật đừng có tin. Nhưng mà phải đeo cái dấu thiên tâm và phải tin Thượng Đế. Còn ngược lại, mỗi từng sư phụ cũng phải lên vấn an cha. Cha từng rồi con có làm gì có lỗi con sám hối cha trước, tức là vậy đó. Cho nên từng nào mà được cha khen có nghĩa là sư phụ không có lỗi. Cha nói con luôn luôn là viên ngọc sáng soi đường cho chúng sanh, con ngoan của ta thái tử thiên hoàng. Đó là lời cha mới vừa nói ngàn qua. Sư phụ sống tuy là bề ngoài không có thân nhân nhiều, cũng chả có cha mẹ chật chả thá lại đúng không? Ông thợ mộc cũng đi về tầng thứ năm, nhưng mà sư phụ có cha có mẹ có anh em, sư phụ nói chuyện với họ thường xuyên lắm. Sư phụ nói chuyện với mấy anh của sư phụ, chị sư phụ, nhũ mẫu của sư phụ, rồi sư phụ nói chuyện với vị này vị kia, mấy vị sư phụ giống như hòa thượng Tới Công nè, sư phụ thường Vấn An nè, tổ nè, Phật Hoàng Trần Nhân Tông nè, đức thầy là thường xuyên, tại đức thầy sư phụ sẽ sát cánh để lập hội Long Hoa mà. Đức thầy thì giống như bàn về bình luận về đại sự vậy đó. Lâu lâu á, sư phụ cho nhóm đệ tử vô để nó học hỏi á, thì những vị bình thường thôi. Thế còn bàn về chính trị á, thì mấy vị không có thích bàn trước đông người, tại vì cái nào mà mấy vị kêu ok cái này được lên mạng nói, cái này không được, cái này được, cái này không được, thì sư phụ phải tuân thủ. Cho nên bây giờ mấy vị nói cái nào cho nói thì cho, cái nào không cho nói thì cho. Cho nên bây giờ sư phụ đâu có giờ dám kêu tên Bác Tô, Bác Thúc, Bác Dũng hay là Đinh La Thăng hay là ông Hồ Chí Minh hay là Ngô Hình Diệm, Nguyễn Thiệu gì ra nói nữa đâu. Phụ đâu có dám kêu tên. Ủa nãy giờ cũng kêu rồi. Nên là bây giờ bị tắt mấy cái đài đó. Chỉ nói general thôi, chỉ nói nhắc nhở, bây giờ sử dụng chữ nói nhắc nhở cho người ta biết là chúng ta đang ở vào thời đại tận thế.
tất cả ở đây 50-70 người có đồng ý là mình đang sống tận thế không? Có nghĩa là thiên tất nhiên là nói chung đúng không? Ở ngoài kia mấy tỷ người có ai tin là đang tận thế đâu? Trong nước Việt nữa đó, có thấy tức cười không? Rõ ràng là tận thế, vậy mà người ta không tin. Thì mấy con có phước biết được mình đang tận thế. Khi người mà chỉ hiểu được mình đang sống ở ở vào cái giai đoạn tận thế là mình phải làm gì? Seat belt. Seat belt dịch tiếng Việt là gì ta? Thắt dây an toàn. Nhưng mà Mỹ nó nói seat belt, Mỹ nó những cái danh từ nó comment rất là hay đó, nói câu đó lại cũng quảng hồn. Còn Việt Nam, ồ thắt dây an toàn có gì đâu. Bây giờ con dùng cái chữ thắt dây an toàn, Việt Nam đâu có sợ đâu. Thắt dây an toàn là ý với tình là chuẩn bị cho airplane nó crack, máy bay gớt hay là xe sắp sửa lật. Còn Việt Nam còn kêu seat belt. Tôi lái xe tôi đâu cần seat belt. Seat belt tôi khó nhảy. Tôi lỏng belt ra, không? Tôi không cần dây belt. Mấy con phải dình, giúp cho Sù tìm cái chữ đó để cho người ta biết sợ đó. Là gì? Hả? Thức tỉnh. Trời ơi, ai cũng thức hết trơn rồi. Ngày nào tôi cũng uống 3-4 ly cà phê Trung Nguyên tôi thức. Sáng xỉn chiều say ba chầu nhậu là tôi cũng tỉnh. Thật sự Việt Nam không có danh từ để cho họ biết sợ. Tại vì con người đã sống trong quá cực khổ rồi, quá đói khổ rồi, họ không còn gì để mất nữa và không còn gì để sợ nữa. Tôi cảm nhận người Việt Nam vậy. Và cái trình độ nó quá thấp rồi. Giờ con nói tiếng lớp 12, cái đứa nó lớp 1, lớp 5 về tâm linh nó đâu có hiểu, điếc đâu sợ súng nữa đâu. Chỉ có một cái thương những đứa trẻ bệnh lớn lên học ra trường đại học mà chả có thấy tương lai sáng sủa lại như thế nào. Bây giờ đứa nào gia đình nghèo, đứa nào học dở thì đâu có được đi ra nước Úc hay Mỹ hay Canada hay là những nước ngoài để học. Mà đứa nào nó qua được, con nghĩ nó có chịu về Việt Nam không? Vì nước Việt Nam mình cuối cùng còn là cái gì? Cũng giống như một đống lúa giống, lựa toàn là cuối cùng là còn cái hạt chấu lép không à. Rồi sao một cái lúa giống tiếp con? Thấy cái quốc gia có đi, có phải là quốc gia diệt vong không vậy? Diệt vong á, con thấy diệt vong không? Còn mấy đại ca mình ăn á, chưa no thì ở đó gán ăn cho no, no xong rồi làm gì? Hả? Trốn ra hải ngoại chuyển tiền đúng không? Còn mình nói là thí dụ mấy ông ăn rồi mấy ông ị tại chỗ cũng có cái phần của mấy ông. Không, mấy ông đem ra hải ngoại luôn. Còn gã con cũng chẳng có gã bở nữa, gã hải ngoại không. Thì nước gia đi, quốc gia mình đi đến đâu? Diệt vong. Con có thấy vậy không? Thấy là Phật. Mà làm có nhiêu tiền là để vốn trong nước. Một người giàu tạo ra cả ngàn người có công việc ăn người làm, ngàn người nuôi ngàn gia đình. Ông nào vừa giàu vừa có tiền chuyển qua Mỹ đi mua đất để trồng cần sa ở Mỹ. Thì họ biết á, ở ngoài Bắc á, mấy ông ăn hối lộ cho đã. Rồi qua đây là mua mấy cái đất vòng vòng này là làm gì trồng cần sa, con biết không? Tào lao. Còn nước mình á, thí dụ như mấy ông mà giữ tiền ở trong nước, rồi mấy ông mà làm chừng vài chục cái nhà hàng hay là mở một cái xưởng gỗ hay xưởng sắt hay cái gì á, thì cũng có nuôi được mới gia đình, ổng cũng giàu không, có nhiều tiền á, vua nó Mỹ á. Nước mình sẽ đi đến diệt vọng á. Đây là Phật nãy giờ nhiêu tiếng này? 1 tiếng 13. Hôm nay nói như nó đủ là tự vì mình bắt đầu mở màn cái tận thế đó là thật. Rồng sẽ xuất hiện, Phụng Hoàng sẽ đã xuất hiện ở nước Việt để đón chào Minh Vương về nước. Mấy vị nói là hiện bây giờ rồng xuất hiện đầy nước Việt đó, trong vô vi với Phụng Hoàng để sắp sửa đón Minh Vương về nước. Những nhà thần học họ đều biết lời của thù nói là có. Trong sấm cơ Đức Thầy nói 7 ngày 7 đêm mưa bão, rồi sau đó tiếng sấm nổ. Thù confirm tiếng sấm thật sự cuối cùng mà hồi bữa có 2 tiếng rồi, làm cho núi Cấm với núi gì đó bị sạt lở sập. Nhưng mà cái tiếng sấm cuối cùng để mà Đức Thầy xuất hiện vẫn chưa có nghe, chưa tới, có thể trong mấy ngày kế tiếp. Thù chỉ biết Tết năm nay thì Thù không có ăn Tết với mấy con ở Mỹ. Mùa xuân với lạc mà.
Xin kính chào quý vị. Em xin chào. Gia đình chồng vợ con rồi đầy đủ mà con đọc lên đây mà. Lăng Nghiêm có sao? Không sao đâu. Chỉ sợ chồng con nó có sao. Con có chồng không? Dạ không. Thôi không khỏe. Bởi vì giờ con đọc Lăng Nghiêm nhiều á, chồng con nó sẽ cô đơn. Tốt, tốt. Những người xung quanh mình ghét mình. Tại vì mấy gì á muốn coi cái sự nhẫn nại.